Thưa quý vị, hơn một tháng qua, tại vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, nhiều người đã không còn lạ với nhóm các bạn trẻ đến đây cắt tóc miễn phí cho người dân. Việc làm này vừa giúp nâng cao tay nghề, vừa giúp đỡ được tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Từ những người già, trẻ nhỏ đến những người lao động nghèo, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ gặp nhau để cùng nhau lan tỏa sự ấm áp của tuổi trẻ, của tình người trong cuộc sống. Đều đặn mỗi ngày từ 9 giờ sáng, nhóm bạn trẻ của hiệu cắt tóc Phú Barber lại tập hợp tại khu vực vỉa hè trống đường Nguyễn Tất Thành, khu vực đối diện ngã ba Hà Huy Tập và Nguyễn Tất Thành, và bắt đầu công việc cắt tóc của mình. Đồ nghề của họ đơn giản, chỉ với một vài chiếc túi, ba lô đồ nghề, bình xịt tóc, tông đơ, ghế nhựa và cả một tấm biển ngắn gọn, cắt tóc không đồng. Tiệm cắt tóc lưu động này được các bạn trong tiệm thay phiên nhau thực hiện tại 3 điểm chính: vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, công viên 29 tháng 3 và khu vực đầu cầu Hòa Xuân. Điều đáng quý hơn cả tiền bạc mà mỗi bạn trẻ nhận được là sự hài lòng và nụ cười cảm kích trước khi ra về của mọi người. Hàng ngày thì em đi làm đi ngang qua đây thì em cũng thấy các bạn tập trung đây hết, nên là em cũng muốn vào để xem thử. Dù là hớt tóc không đồng nhưng mà em thấy các bạn đây hớt rất là đẹp và nói chuyện rất là vui vẻ và thân thiện. Ban đầu nhiều khách đến đây không giấu được ánh mắt ngại ngùng, bẽn lẽn. Nhưng bằng sự niềm nở nhiệt tình của các thành viên tiệm cắt tóc đặc biệt này, mọi khoảng cách dường như được xóa bỏ. Mọi người đến đây ngoài việc được cắt tóc miễn phí, thì còn là nơi để sẻ chia vừa cắt tóc vừa trò chuyện, tạo nên không khí vui tươi tạm quên đi những lo âu trong cuộc sống. Vừa cho người thợ tóc cái gì niềm vui trong cuộc sống vì đã bỏ chút cái thời gian của mình ra để làm việc có ý nghĩa cho cộng đồng, cũng không lớn lao bao nhiêu, một phần nào đó giúp được cho mọi người, cứ ai cứ tới là mình cắt thôi. Anh em mà cuối ngày quét dọn lại để trả lại mặt bằng đẹp cho khuôn viên. Mỗi người có những cách riêng và hành động khác nhau để giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn với những bạn trẻ này, họ đều có chung một tâm niệm: cho đi để nhận lại. Công việc của nhóm bạn trẻ tuy nhỏ nhưng đó là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ làm cho thành phố trở nên đẹp hơn, ấm áp tình người, mà còn truyền đi thông điệp sống tích cực cho cộng đồng, nhất là với các bạn trẻ.